mời quý vị các bạn theo dõi trận chung kết nội dung đôi đá cầu đôi nam nữ giữa câu lạc bộ Chí Ninh gặp câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ giải đấu Xuân Chí Ninh 2018 do câu lạc bộ đá cầu Chí Ninh tổ chức tại nhà thi đấu quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ở phía gần màn ảnh của bạn là gương mặt thân quen của câu lạc bộ Chí Ninh trong trang phục áo trắng kẻ sọc nhơ màu. Ở phía xa màn ảnh bạn là câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ trong trang phục áo màu xanh da trời. Hai đội đang khởi động chuẩn bị bước vào trận thi đấu chính thức để cùng chung kết đôi nam nữ. Xin mời trọng tài cho các đội làm thủ tục. Xin mời tất cả các vận động viên không đứng ở vị trí giữa sân. Và từ bây giờ có thể đứng ở 2m. 2m. Hàng đầu. 2m. Đây. Đứng ở 2m. Xin mời trận chung kết đôi nam nữ. Trận đấu sẽ diễn ra với tỷ số là 21-25. Xin mời tất cả các vận động viên, chúng ta trở về hai bên khán đài. Xin mời trừ các phóng viên tác nghiệp ra, trừ các phóng viên tác nghiệp và người của ban tổ chức. Ngoài kia có sữa không nhỉ? Sữa gì? Cái gì đó? Thank you.
chín rồi. Alo alo, xin mời tất cả các vận động viên thi đấu lên khán đài. Xin mời tất cả các vận động viên thi đấu lên khán đài. Alo, ban tổ chức xin mời anh Vinh, Chí Linh.
Lê Khánh Tài anh thắng để thành công đây chị ạ. Chân số 2 trên chân số 3 giữa
Công viên Mê Linh gặp Lê Thành Công. Và trận chung kết đôi lao tướng Thịnh Minh 1 gặp Thịnh Minh 2. Trên sân số 2 diễn ra trận chung kết. Ba nam. Ba nam là gì ạ? Công viên Berlin gặp Lê Thành Công. Xin mời anh Nguyễn Minh Tâm sẽ bắt trọng tài trận này. Trận này bởi vì là cầu của Lan Danh đề nghị có hai trọng tài viên. Khác màu đi. Sâu luôn. Trần Hoa Lam xin được nhờ hai trọng tài viên. Anh Quân sẽ bắt bên này ạ. Anh Quân sẽ hỗ trợ anh Tâm ở bên này trọng tài viên. Tù béo ở bên kia. Gái công mà ông mẹ sợ thương. Anh Tâm ạ, có hai trọng tài viên phục vụ anh. Anh hút mấy cái anh tù béo. Thank you.
Trận đấu của chúng ta sẽ là trận 200. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.